một làn da trắng đều, mịn màng là điều mong ước của rất nhiều chị em. Kem dưỡng trắng da Mud White Skin của Vichy là sản phẩm chiết xuất từ các thành phần thảo dược thiên nhiên an toàn, kết hợp với các công thức từ hoạt chất tiên tiến trên thế giới như bùn non, dịch yến, nha đam, tảo biển, ngọc trai, sodium, alpha arbutin và các loại vitamin, không chỉ dưỡng trắng da an toàn mà còn tăng cường ẩm, tái tạo da, ngăn chặn tia cực tím xâm hại da, cản trở bài tiết của sắc tố melanin trong da, giúp làn da săn chắc, khỏe mạnh. Bạn hãy làm sạch cơ thể hoặc vùng da muốn dưỡng với nước sạch, sau đó thoa kem lên vùng da đó. Sau khi thoa kem, bạn hãy massage vùng da đó theo chuyển động tròn từ 2 đến 3 phút, rồi ủ thêm từ 5 đến 7 phút để các chất dinh dưỡng được thẩm thấu. Sau đó lau lại bằng khăn ẩm hoặc rửa bằng nước sạch. Lưu ý, không nên tắm rửa lại bằng sữa tắm hoặc sữa rửa mặt.